Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chùi sơn thường như thế nào. Nhiều bạn chúng ta chùi sẽ lem tùm lum tùm la hết các bạn, lem bố la xù hết trơn á, thành ra hả nhiều các bạn cứ gò như thế này, rồi sau các bạn cứ cho aceton vô, nhiều bạn thì cho quá nhiều nước chảy tùm lum tùm la hết các bạn, xong đó chùi 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 dùng một cái gòn này chùi tùm lum hết, chùi 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 nó lem, cuối cùng sau khi chùi xong thì nó lem ra sơn, nhất là những cái sơn mà màu đỏ, những màu đậm các bạn, nó lem tùm lum tùm ra, như vậy nó sẽ không sạch và như vậy là mình chùi không có đúng kỹ thuật các bạn, và làm như vậy rất là cực cho mình ha. Thì khi mà chùi các bạn sẽ ra những cái gòn như thế này nè, những cái miếng gòn nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn cắt ra nhỏ nhỏ như thế này thôi nó, các bạn nhỏ nhỏ như thế này là được rồi ha, các bạn cắt ra nhiều miếng ha, nhiều miếng như thế này, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy aceton và kỹ thuật chùi như thế nào bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem ha. Đầu tiên mình sẽ lấy gòn đây được không ạ, mình lấy miếng gòn này, sau đó mình lấy cái chai aceton mình nhỏ ra đây, mình nhỏ ra một chút xíu, mình làm vừa hơi ướt ướt ẩm ẩm là được rồi các bạn ha. Sau đó các bạn coi nè, mình đặt cái tay mình vào cái sơn này là sơn thường các bạn ha, mình đặt nè, xong mình lắc 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 cái mình chùi nó đi nè các bạn, mình lắc 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 cái mình chùi nó đi các bạn ha. Đó, khi mình lấy ra nó còn sót miếng nữa con, mình không lấy lại cái vị trí này mình chùi nữa, nó sẽ dính trét sơn trở lại, mình úp lại vậy bạn, mình lấy cái phần mà không bị dính sơn các bạn, mình đó này mình chùi nè, đó các bạn thấy không, các bạn thấy mình chùi không, nhìn cái móng nè trắng trở lại được không các bạn. Bên đây cũng vậy, mình lựa cái miếng nào mà không có dính sơn các bạn, bắt đầu mình úp vô đây, mình úp vô đây ha, đó mình lắc 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 nhẹ cái, xong sau đó mình lắc lắc rồi xong rồi đó mình chùi nè, các bạn thấy mình chùi không, mình chùi cho nó đi ra nè, lựa cái chỗ nào không dính rồi bắt đầu mình chùi tiếp tục nha các bạn, đó chứ đừng có lấy cái phần dính mình chùi là nó sẽ không sạch sơn đó, được không các bạn. Đây mình chùi, vừa chùi xong hai ngón cho các bạn xem nè, kỹ thuật của chùi sơn thường rất là sạch các bạn thấy không, nhìn nó không có thấm vô một cái gì hết trơn trời, được không các bạn, rất là sạch sẽ ha. Rồi sau đó mình bỏ cái miếng gòn, đừng có tiếc nha các bạn, mình bỏ miếng gòn đó đi ha, rồi mình lấy miếng gòn mới khác, mình lấy một miếng bông gòn mới khác, rồi mình lại tiếp tục. Màu đỏ nhất là màu đỏ nha các bạn, màu đỏ là cái như là rất là khó. Thật ra hả nhiều bạn cứ tiếc tiếc rồi cái dùng tới dùng lui là không được. Rồi bây giờ tới cái ngón này nha các bạn, tới ngón này bây giờ mình đặt vô nè, mình đặt vô nè các bạn coi nè ha, mình định vô nè, xong sau đó mình lắc 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 nè, các bạn thấy mình lắc 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 không, mình lắc 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 đi nè, rồi sau đó mình đẩy xuống luôn, mình đẩy xuống luôn các bạn coi nè, đi mất tiêu được không. Rồi các bạn nhìn này mình mới vừa làm xong rồi mới nha, mình xếp lại rồi mình lấy cái bằng sạch nè các bạn, mình chùi thêm một lần nữa, mình chùi thêm một lần nữa các bạn xem, chùi ra trắng luôn nè các bạn thấy không, được không. Rồi cái phần mà không bị dính á, này không bị dính nè, bên đây nè ha, bây giờ mình up qua bên đây mình lại chùi tiếp nè các bạn, được không các bạn. Rồi xong sau đó mình đẩy xuống luôn ha, nó còn sót kệ nó, xếp lại tiếp tục gấp lại làm bốn, rồi lấy cái phần mà không bị dính mình chùi các bạn, bên đây cũng vậy mình chùi đó, các bạn nhìn thấy không, cực kỳ sạch sẽ, ba ngón nè các bạn, bốn ngón nè, sạch như không các bạn ha. Rồi thôi đừng tiếc, bỏ giùm cái đi ha. Rồi bắt đầu mình lấy cái một miếng gòn nữa, một ngón tay có ba miếng gòn ha, chứ các bạn lấy cho một đống sao mà cuối cùng sai cũng không sạch sẽ. Rồi bắt đầu tiếp tục nè, mình đặt vào đây ha, mình lại tiếp tục mình chùi nè các bạn, mình vuốt nha, rồi vuốt sạch nha, rồi chùi xuống luôn được chưa. Rồi đừng có dùng cái đó nữa, lật qua mặt bên đây, lấy mấy bên này nè, chùi giùm mình cái, rồi sạch bon luôn các bạn, sạch bon luôn, rồi mặt bên này sạch nè đó, được không các bạn, cực kỳ dễ luôn ha các bạn ha. Đó rồi sau đó thì mài giữa búp phở cắt da vậy đó, mình làm lại, mình bắt đầu mình sơn, người ta muốn sơn thường hay sơn treo thì mình sơn cho ta. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ vô quy trình sơn treo cho các bạn nha. Hôm nay xin chào các bạn, xin chào các bạn đã đến với lại kênh của Hôm Nay nhé. Hôm nay Hôm Nay sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta kỹ thuật sơn treo ha. Tại sao có những bạn nói sơn treo như thế nào để cho nó bền, sơn treo như thế nào để cho không bị tróc, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết từ đầu tới đuôi về kỹ thuật sơn treo dành cho những bạn mới học ha, các bạn chưa biết cách sơn như thế nào để cho có nó bền ha các bạn, thì bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Để cho sơn treo bền, đầu tiên chúng ta phải cắt da và làm da cho thật sạch và kỹ. Sau đó chúng ta búp phờ cho kỹ hết tất cả những cái cặn ở đây, những cái chỗ này, những cái gì mà còn dính da, những tế bào chết chúng ta phải làm cho thật sạch thật kỹ
ha các bạn, thì chúng ta mới sơn treo bền được. Còn nếu như các bạn làm không sạch không kỹ, chắc chắn một điều cái da nó còn dính ở đây, thì cái bạn sơn nằm trên da chứ nó không nằm trên cái lớp móng của mình mà đang nằm trên lớp da, thì chắc chắn một điều là mình khẳng định nó sẽ không bao giờ bền được, được không các bạn? Bởi vì nằm trên da mà, chứ nó đâu nằm trên móng đâu mà nó bền ha các bạn ha. Thì sơn treo thì chúng ta gồm có cái gì? Thứ nhất là không thể nào thiếu, đó là chai bon ạ. Như ở bên video bên sơn thường mình có hướng dẫn các bạn, bon ạ là chất kiềm dầu, nó có tính năng là nó kiềm dầu, dầu ở trên móng mình nó tươm lên ha, thì có cái này để nó kiềm lại, nó kiềm để làm cho mờ cái dầu đi ha. Thì khi mình sơn cái sơn treo lên thì nó mới ăn, mới bám vô được, được không các bạn ha. Rồi bây giờ đây là cái kềm dầu thứ hai, đó là chai sơn foundation. Đó. Rồi bây giờ mình thấy các bạn, một cái chai hai cái chai ha, một chai màu hồng đậm và một chai màu hồng nhạt đúng không ạ? Thì cái chai hồng nhạt này á chính là chai xịn ha, còn chai này là chai phay, chai hàng nhái nha các bạn nha ha. Đây hai chai giống nhau, rất là giống nhau, đi chai nhau luôn, nhưng mà mình hướng dẫn cho các bạn là chúng ta phân biệt là hàng nhái hàng thật nha. Ở đây là màu hồng, hồng nằm ở góc này, nhưng đây là màu đen nè các bạn thấy không, chai hàng nhái nè, còn này màu đỏ, còn này màu hồng nè ha, để các chúng ta phân biệt ha. Ở đây mình không có bán đồ nghề, mình chỉ dạy thôi, nhưng mà mình hướng dẫn cho các bạn để khi mình đi mua hàng á mình sẽ không có bị lầm. Rồi chai này là chai bám bên sơn treo nha, có cái này sơn treo mới bám, không có cái này sơn treo không bám nha các bạn. Rồi tiếp tục nữa, đó là cái chai sơn treo màu ha, nhiều chai màu ha, tùy hiệu các bạn muốn xài hiệu gì thì các bạn xài ha. Những cái chai này thì mình xài hiệu này, chai này thì mình đem từ bên Mỹ về các bạn ha, mình không có bán nha. Các bạn nào muốn săn lùng hàng thì tự mình săn lùng nha, còn này ông xã mình đi qua Mỹ và xách về cho mình làm để mình làm cho khách ha. Thành ra đừng hỏi mình là cái này mua ở đâu, Việt Nam mua đâu mình không biết đâu nha, thành ra cái này là mua trực tiếp ở bên Mỹ. Rồi sau cùng đó là chai sơn tớp các bạn, hàng tớp ít tớp ha các bạn, đây là hàng chính hãng luôn, ở dưới đít nè các bạn, nó có mã nè, có mã nè ha. Rồi các bạn nào muốn mua thì chúng ta săn lùng hàng ha, đây. Rồi ok, mình giới thiệu cho các bạn những cái chai này ha, hoặc là các bạn có thể xài tớp nào tùy theo các bạn, hoặc là có những cái chai tớp như thế này, đây, đây, tùy các bạn muốn xài tớp nào thì các bạn xài nha. Đó là tùy ở mỗi người muốn xài gì thì xài. Rồi đầu tiên bây giờ mình sẽ sơn cho các bạn chúng ta xem ha, mình sẽ lấy cái chai bon ạc để mà mình sơn nha. Đầu tiên mình thoa cái bon ạc này lên. Bon ạc này là gì ạ? Bon ạc này chính là chất kềm dầu nha, mình thoa lên để cho nó kềm cái chất dầu tươm ở trên móng đó. Các bạn nhớ đừng bỏ qua cái bước này nha. Đây là một trong những bước mà nó giúp cho cái móng của mình nó giúp bền. Đây ngón cái nữa các bạn ha. Rồi đây mình vừa sơn xong cái phần kềm dầu các bạn ha, mình vừa sơn xong cái phần kềm dầu móng, được chưa? Các bạn nhớ nha, sơn che bền các bạn phải bắt buộc các bạn phải cắt da đẹp, cắt da cho sạch ha. Rồi các bạn mài giữa buffer vậy đó, buffer cho kỹ thì các bạn sơn nó mới bền nha. Chứ để móng khơi khơi tự nhiên sơn, chắc chắn một điều là sơn lên được không? Sơn lên móng tay đương nhiên là được rồi, quan trọng là bền hay không thôi các bạn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy cái chai base ha, chai base được các bạn. Nè cái chai sơn xịn thì cái bạn thấy cái chổi của nó ngắn củn nè, ngắn củn nè ha. Giờ hàng nháy cũng có làm ngắn ngắn vậy đó các bạn, họ cũng hay lắm, họ nháy giỏi lắm. Rồi đây mình sơn thì các bạn, cái thật sơn của mình nè, mình hơi nằm cọ và mình sơn nhẹ tới, đặc biệt của mình là gì các bạn biết không, mình miết tới miết lui, miết tới mức mặc dầu là ok rồi nhưng mà mình vẫn miết nha, mình miết tới miết lui để chi các bạn, để cho nó bám vào trong này ha các bạn ha, nó thật sự bám, chứ mình lướt qua cái thì chắc chắn không có bền đâu nha.
mặc dầu là mình biết nó đã đầy ra nhưng mà mình vẫn cứ miết tới miết lui các bạn, rồi mình chùi. Các bạn nhớ là phải cái sơn này nó phải cách chân móng 0,01 mm ha, và khi sơn xong thì các bạn phải phải nghiêng cái móng mình xuống được không ạ? Mình nghiêng móng mình xuống được không ha? Mình nhớ là sao mình cứ miết tới miết lui vậy nè ha các bạn ha, mình miết tới miết lui nè được không? Rồi giờ qua tới bên đây cũng vậy, mình cũng sơn tới bên đây, mình xè cỏ ra, mình xè cỏ ra nên mình đẩy lên đó các bạn. Rồi cách chân móng cộng tóc mình đi xuống được không ạ? Mình cách chân móng cộng tóc mình đi xuống, bên đây cũng vậy, mình xè cỏ ra ha, và mình cách chân móng cộng tóc mình đi xuống. Bên hông này mình cũng phải cách chân móng chứ mình không được làm nhiều nha, mình làm nhiều quá nó sẽ tràn qua hai bên nha các bạn ha. Thí dụ bên đây là mình làm mà mình làm nhiều quá nó sẽ bị tràn qua hai cái bên này nè, được chưa? Đó. Rồi đây cũng vậy, mình đi sát vô, sát nhưng mà không được cho nó chảy tùm lum tùm la ha. Các bạn nhớ một điều là sao? Phải khóa đầu móng nha, khóa nhẹ đầu móng tí nha các bạn. Nhớ nha, nếu mà dưới này nó động tí xíu rồi các bạn sao? Các bạn vét nó đi, các bạn đừng để nó động một cục ở dưới, nó sẽ xấu, nó sẽ không đẹp được không ạ? Ha. Rồi tiếp tục, mình sẽ làm tiếp cái ngón kế bên. Đây. Đó. Làm từ từ các bạn cứ miết 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 nha. Nhớ nha, cách 0,01 mm nha. Các bạn nhớ đừng có làm mà tràn lên trên nha các bạn. Các bạn tràn lên trên nó là không bao giờ bền đâu nha. Chắc chắn một điều luôn, khẳng định luôn, cam đoan luôn. Bởi vì sao? Bởi vì hả? Mình bị rồi ha. Những cái gì mà mình bị, những cái gì mà mình làm mình sai, đó chính là cái kinh nghiệm các bạn. Nha, cái kinh nghiệm của mình thì chính vì điều đó mà mình làm á, mình đã bị rồi như vậy nó sẽ không bền, thì lần sau mình rút kinh nghiệm, mình rút kinh nghiệm mình đừng có làm vậy nữa nhá, không đó. Rồi ok, các bạn thấy không, cách chân móng một cộng tóc, các bạn nhớ nha, chúng ta kéo mỏng chúng ta không kéo dày. Các bạn đừng nghĩ là mình cho nó nhiều thì nó sẽ bền chắc, không phải vậy nha các bạn, không phải vậy nha, là các bạn làm mỏng thôi nè. Các bạn sơn treo, các bạn sơn treo á là các bạn làm càng mỏng nó càng đẹp, các bạn có thể sơn nhiều lớp được ha. Còn sơn thường á cũng vậy, sơn thường á thì các bạn làm nhưng mà cũng đừng quá mỏng, quá mỏng rồi các bạn lại làm nó sẽ bị sọc ha. Còn sơn treo thì càng mỏng càng đẹp nhớ không. Rồi các bạn có thể sơn nhiều lớp được ha các bạn. Rồi tiếp tục tới ngón cái ha. Nhớ một điều nha bạn, những cái chai này là các bạn không có được lắc nha. Các bạn lắc là nó sẽ bị lên bọt đó. Nhớ không? Lắc là nó sẽ bị lên bọt các bạn ha. Rồi khi mà lên bọt là các bạn hơ đèn nó sẽ bị nổi bong bóng, nổ bong bóng. Nó lủng lỗ. Được không? Cái chai này là một, cái chai này là hai. Chai tốt là các bạn không bao giờ các bạn lắc nha. Lắc nó sẽ lên bọt ở trong cái chai cả tháng trời nó cũng không tan hết bọt á. Rồi bắt đầu mình sơn cái ngón cái này các bạn. Mình sẽ, ngón cái thì mình sẽ lấy nhiều chút xíu, các bạn thấy mình miết không? Đây là kỹ thuật sơn mà bền nè, mình miết tới miết lui nè, miết cho tới khi nào mà nó bám vô đây thì thôi. Đó đó đó, đó là cái cách mà chính như vậy mà mình sơn cho khách, các bạn biết không, thật sự mình sơn treo cho khách nha, trên một tháng không à, hơn một tháng luôn. Có những khách hả, người ta dùng nước cũng rất là nhiều các bạn, nhưng mà nó không bong. Thứ nhất là chất sơn là sơn xịn, thứ hai là kỹ thuật sơn của các bạn. Các bạn sơn tốt, các bạn sơn kỹ thuật đúng thì sẽ rất là bền ha. Và mình sơn ở đây mình sơn treo giá cũng không rẻ nha. Mình sơn á một bộ là 140.000 nhưng mà chất lượng. Mình sơn là các bạn chất lượng rất là bền đó. Được không ạ? Nhớ các bạn đừng quên là gì các bạn? Phải sao? Phải khóa hết tất cả các đầu móng. Nhớ không ạ? Nhớ phải khóa hết tất cả các đầu móng. Và sơn treo nếu như là đèn led thì chúng ta sẽ hơ 30 giây được không ạ? Còn nếu là đèn UV thì chúng ta sẽ hơ 1 phút ha. Thì bây giờ mình sẽ hơ đèn. Đèn này là đèn 48W nha các bạn. Mình hơ 30 giây. Treo màu nha các bạn nha. Rồi đây. Mình sẽ trên xe màu. Xòe cọ mình sơn từ từ thôi. Nè các bạn coi nè, xòe cọ nè. Mình đẩy nhẹ lên trên chân móng nè ha. Rồi bên đây mình vòng qua đây nè, viên ngó trực tiếp luôn đi viên, không cần phải quay, ngó trực tiếp đi học rồi cô sẽ đăng lên trên YouTube á.
Dương sẽ coi được rất rõ, hiểu không? Em coi lại. Ừ. Đó, em coi để em học luôn. Rồi bây giờ mình khóa nè bạn. Mình khóa đầu móng nè. Được không các bạn? Thì sơn nè, cách chân móng 0,01 mm. Được không các bạn? Đó. Nè Dương thấy không? Đó. Rồi bắt đầu là mình xem nếu mà nó có tràn thì mình vé, còn mình vé tròn nè các bạn. Mình vé tròn nè các bạn. Đây. Được một ngón, được không các bạn? Nhớ chúng ta chuối xuống vậy nha. Chúng ta không có ngửa lên ha, chuối xuống ha. Rồi xong sau đó mình vét ở trên đây. Cái sơn này, chai sơn này nó bị ngã nè. Rồi nó hơi bị đỏ. Rồi ở đây mình sơn tiếp tục. Mình sơn tiếp tục. Đó, mình xè cỏ nè, Duyên nhìn nè Duyên. Nhìn cô làm nè. Đó, cô đi thiệt chậm nè, Duyên thấy không? Cô xè, cô đi sát mép nè, Duyên thấy không? Đó, cô đi thiệt chậm cho em coi luôn á. Rồi bên đây nè, ha. Bên đây, nó về tập lại nha. Rồi bên đây xè cỏ nè, cô đi sát mép nè. Đó, Duyên thấy không? À, sorry các bạn nha, trời quên. À, mình đang xưng cô là xưng với học trò, mình đang ngồi đây nha các bạn. Mình đang dạy học trò mình. Thành ra mình xưng cô chứ mình không có dám xưng ở trên trên YouTube nha. Các bạn đừng có bắt lỗi tội nghiệp mình nha. Nè, bé học trò đang ngồi đây nè, ra mình phải mình xưng ở lớp thôi. Rồi đây mình vuốt nè. Nè Dương thấy con miết không? Nè, miết nè, mỏng, kéo mỏng đây nè. Không có dày nè. Ở hai bên hông cũng vậy. Không cách 0,01 mm. Rồi bắt đầu khóa chân móng nè. Khóa nhẹ chân móng đó nè. Được không? Ha, nhớ khi mà khóa chân móng ở dưới này nè, ở phần dưới đây là nó không có được dính nè. Nếu dính là phải chùi liền. Còn ở dưới này mà dính mà mình không chùi là hồi mình hơi nó dính vô da mình. Được không? Rồi tiếp tục. Ngón kế tiếp nữa. Các bạn thấy không, mình lấy sơn nè, lấy có chút xíu xíu nè các bạn thấy không? Lấy rất là ít nha. Rồi đây mình lại tiếp tục. Mình sơn từ dưới, mình bắt từ dưới mình sơn lên các bạn. Đây, mình sơn đây. Đó, thấy không? Bắt đầu đi lên từ từ, mình đi lên từ từ. Cứ từ từ thì làm, chưa quen các bạn làm chậm thôi. Để quen muốn làm nhanh vậy làm từ từ ha. Còn đây mình chỉ các bạn thì mình làm chậm lắm, cho các bạn chúng ta cùng coi. Rồi hơi nằm cọ vuốt nè, nằm cọ vuốt nè các bạn thấy không? Rồi bên đây cũng vậy nè, bên đây thì mình canh cái mép sóng cọ bên này nè. Bên đây mình canh qua nè, mình vuốt xuống nè các bạn. Thật sự làm nó rất là khó, cái máy nó che mắt rồi. Thật ra mình làm nó không có được rồi, ấy các bạn thông cảm nha. Đó, mình làm chậm thì chậm, mình vuốt. Thấy không Duyên? Dạ. Thấy cô làm không? Làm từng bước không? Đó, xong làm sao với các bạn? Mình khóa tay lại. Rồi, đây bắt đầu mình, thí dụ nó có dính tí xíu thì mình chùa nhẹ đi các bạn. Thấy không các bạn? Đó, mình kéo rất là mỏng nha. Một lớp cực kỳ mỏng luôn. Mình quay bằng tâm thường để cho các bạn chúng ta xem á. Nhưng mà con cái là sao? Ở ngoài màu đẹp vô đó mà không chút quốc ta. Thôi cô đang quay này mà, cô quay hồi cô giật lên YouTube mà. Lấy máy của bé Duyên cô đâu có giật lên được đâu. Rồi đây, tiếp tục bên này, mình cũng sơn từ từ mình đi thôi. Đó, các bạn thấy không, sơn từ từ nè, xè cọ lên nè. Canh qua mép bên đây, mình sơn đi xuống đây. Rồi tiếp tục, đây cũng vậy, mình ở giữa. Rồi ra tới đây, từ từ bắt đầu mình canh qua mép bên này nè các bạn. Mình xè cọ đó, mình đi từ từ xuống đây. Đó các bạn thấy không, thường cái màu đỏ mà các bạn đi không khéo nó sẽ lem tùm lum tùm la màu đỏ màu đen, những cái màu chủ đạo của các bạn ha, trắng đen đỏ đó ha, những cái màu đó rất là dễ bị lem và nó dơ cực, đúng không? Ra mình chịu khó mình làm kỹ chút xíu thì mình sẽ đỡ cực hơn các bạn. Đó, mình làm đó các bạn ha, các bạn phải tính cái độ mà có treo khi mà mình đưa vô đèn nó hơ nó còn chảy ra nữa nha các bạn nha, nó còn chảy ra nữa được không ạ? Đó, đây, mình vét như này đó, đó. Tại sao chân móng tròn là mình vét nè. Mình vét nè. Nè các bạn, ha, mình vét cho nó tròn ha. Giờ bắt đầu tới ngón cái. Chai sơn này bị ngã hồi nãy nè. Đổ từ luôn vô. Rồi tiếp tục, ở đây. Mình lại sơn nè, từ đây mình sơn từ từ xuống nè các bạn. Mình sơn từ từ nè các bạn thấy không? Nè, ở đây mình xe cọ ra mình đẩy nhẹ lên nè. Mình đi xuống bên đây nè, mình vòng qua bên đây nè. Mình canh cái mép bên này, mình canh từ từ thôi, không có vội nha. Đó, mình vuốt nhẹ nè, vuốt cho nằm vuốt nhẹ nương thôi ha. Rồi hết sơn thì mình lấy sơn tiếp. Các bạn thấy mình sơn mỏng không? Sơn rất là mỏng nha, không có sơn dày nha. Đẩy lên, đẩy từ từ lên, đẩy từ từ lên cách chân móng một cọng tóc thôi.
một cộng tóc phải 0,01 ml ha. Rồi đây cũng vậy, từ bên góc này nè các bạn coi nè, bắt đầu mình làm chậm kìa, chậm cho các bạn coi nè. Từ bên góc này nè mình đặt nè, đó mình đặt cỏ vô nè, mình canh vòng qua đây, cứ mình đi xuống đây, mình đi thẳng xuống được không các bạn, mình đi thẳng xuống nha. Đó mình vuốt xuống nè các bạn, mình vuốt cỏ các bạn vuốt nằm xuống đây nè ha. Xong sau đó các bạn khóa đầu móng nhẹ nhẹ nè, khóa nhẹ đầu móng qua cái thôi ha. Rồi xong sau đó là một chỗ nào nó dính thì mình chùi nó đi, rồi xong rồi đó được không. Rồi sau khi mình lấy xong rồi thôi là mình hơ đèn hơ 30 giây. Mình sẽ sơn nước thứ hai các bạn ha. Sau khi mình hơ đèn xong rồi thì bây giờ mình sơn tiếp tục tới nước thứ hai. Đây mình sơn nước thứ hai cho các bạn xem. Các bạn thấy nó mướt không? Thấy không? Rất là mướt, rất là đẹp nè các bạn. Ha. Mình kiểm tra coi nó có bị tràn gì hay không. Không hề, không có tràn ha. Nước thứ hai các bạn thấy lên màu đẹp rồi ha. Rồi tiếp tục, mình lại tiếp tục, mình lấy sơn, mình sơn đây tiếp tục nước thứ hai. Sơn mỏng thôi các bạn, sơn một lớp mỏng thôi, kéo dòng qua bên đây lại tiếp tục sơn. Đó các bạn thấy không, tiếp tục nghiêng qua bên đây, dùng cái cánh cọ bên đây. Đó, mình sơn mà có gì sơ suất các bạn tha lỗi nha, bỏ qua cao thủ nha, tại vì máy quay nó che mình không có thấy đường, nên các bạn thông cảm nha. Đây nước thứ hai này, các bạn thấy nước thứ với cái nước thứ hai khác nhau hoàn toàn không? Cái tay mình cũng không được đẹp lắm, thành ra mình chủ yếu là mình cái lòng của mình muốn dạy cho các bạn học viên của mình ở lớp á. Nhiều khi mấy bạn bị quên á, bạn có thể coi YouTube được. Rồi sẵn đó những bạn nào mà còn yếu về sơn treo á thì các bạn xem nha, còn ai cao thủ thì bỏ qua giùm mình nha, không đừng bắt lỗi mình, tội nghiệp mình. Đây các bạn à, nhưng mà mình sơn cho khách là phải trên một tháng các bạn, sơn treo á hơn một tháng, có khi có những khách á cả gần một tháng 10 ngày luôn á. Có những người mà móng nó dài ra luôn không bung, đẹp không, thấy mà đẹp ghê không, đẹp. Rồi học cô học mang kiến cho con không mày hả, để sơn này rõ ra cô không cần phải mang kiến kinh. Rồi tiếp tục ha, sơn này thì cô thấy đường. Rồi mình xè cỡ đó, mình đẩy nhẹ lên nè các bạn, thì sẽ không bao giờ phạm. Rồi từ ở nơi góc này mình đi vòng qua bên đây, các bạn thấy không. Rồi góc bên đây mình cũng đi vòng qua bên đây. Đó bên ngoài rất là mướt nha các bạn. Nhiều khi mình quay cam thường không biết là mình vô màn hình cái màu nó không có được rõ lắm thôi. Mình khóa nhẹ đầu móng, các bạn khóa đầu móng cũng được, tại vì lần đầu mình đã khóa rồi, lần hai khỏi khóa cũng được nha. Nhưng mà bạn nào muốn khóa cũng được, nhưng mà mình khóa mỏng thì không sao hết. Nhất là những bạn họ làm văn phòng á, gõ vi tính á, nếu mà mình họ không khóa đầu móng á thì nó cũng dễ bung và người ta không bền. Nhưng mà mình làm á thì mình khóa mỏng thiệt mỏng nha, mỏng nhất có thể luôn nha, không chứ đừng có làm dày quá nha các bạn. Rồi bây giờ tới ngón cái nè các bạn, đây ngón cái đây, mình sơn đây các bạn. Xè lên, đi sơn xuống, xè lên sơn xuống, rất là dễ. Đó, xè lên sơn xuống các bạn thấy không? Đó, mình nằm cọ chứ mình không có đứng. Nếu các bạn đứng cọ các bạn sẽ bị kéo, các bạn sẽ bị kéo sọc liền. Thật ra mình nằm cọ mình nương nhẹ thôi các bạn. Chính vì điều đó mà mình sơn rất là mướt là vậy đó. Rồi đây mình khóa nhẹ đầu móng nữa. Đó, có nhiều ruột gan khỏe hỏi mình đem ra mình chỉ hết cho các bạn rồi đó. Mong các bạn chúng ta làm thành công nha. Đó, đẹp quá gì, đẹp quá gì. Đó, mình sơn xong rồi mình ủ mình bỏ trơn rồi, mình không có để trên tay của mình. Nhưng mà hả, các bạn biết không, bên ngoài nó rất là đẹp nha các bạn. Bên ngoài nó rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi ok, bây giờ mình hơ đèn nha. Các bạn nhớ là chúng ta hơ đèn 30 giây nha các bạn, 30 giây ha. Rồi. À, sau khi mà mình hơ đèn 30 giây và mình đã sơn lần thứ hai rồi các bạn ha, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu sơn tốp các bạn nha. Ha, sơn tốp thì có thể như mình nói lúc đầu, các bạn có thể sơn cái chai sơn tốp này cũng được, hoặc là có thể các bạn sơn chai sơn tốp này cũng được, sơn nào cũng được hết các bạn nha. Rồi sơn tốp này thì chúng khi mà chúng ta sơn á thì chúng ta sẽ phải chùi cồn 70 độ.
Còn nếu mà chúng ta sơn tốp này thì gray 100% tự khô luôn, thì chúng ta khỏi phải chùi, được không các bạn? Rồi bây giờ mình sơn nha. Mình muốn sơn nào mình sơn, mình làm những gì mình thích những gì mình làm ha. Rồi bây giờ mình sơn. Đây mình sơn đi các bạn. Đây. Nhớ các bạn đừng quên là chúng ta phải khóa đầu móng nha, và không cho nó tràn qua hai bên. Và ở phần trên này thì chúng ta cũng kiểm tra cho kỹ coi nó có bị tràn hay là không, được không ạ? Ha. Rồi tiếp tục, các bạn nhớ một điều là chúng ta sơn á, chúng ta phải kéo nó dứt hẳn ra bên ngoài, đừng có dừng lại lưng chừng chỗ này nha các bạn. Nếu mà các bạn dừng lại lưng chừng nó sẽ bị động ở đầu móng á. Rồi tiếp tục, ở đây cũng vậy, chúng ta cũng sơn tiếp tục, dần qua đây, chúng ta dần qua đây, dần qua đây. Nhớ nha, không cho nó tràn ra bên ngoài, và nó phải cách chân móng và hai bên cũng vậy, y chang như mình sơn kia luôn, được không ạ? Rồi tiếp tục tới ngón kế bên. Đây. Đây cũng vậy. Hóa đầu móng. Rồi tiếp tục ở đây cũng vậy. Mình cũng sơn tốt lên đây các bạn. Vòng qua bên này, rồi mình vòng qua bên đây nha các bạn. Rồi đây mình khóa đầu móng, các bạn nhớ khóa đầu móng nha, nhưng mà khóa mỏng không có khóa dày nha các bạn. Rồi ngón ngón cuối cùng ha, ngón cái mình cũng sơn luôn. Rồi đây mình cũng canh một cọng tóc. Rồi nhớ nha. Rồi mình đã sơn xong thì bây giờ mình cũng khóa đầu móng, được không các bạn? Đây nè ha. Rồi bây giờ thì tớp này thì chúng ta sẽ hơ bao nhiêu duyên sơ từ 1 phút cho tới 2 phút nha các bạn. Chúng ta sẽ hơ từ 1 phút tới 2 phút. Rồi ok, bây giờ mình hơ. Các bạn thấy video bổ ích thì các bạn hãy nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Nhớ chia sẻ về tường của mình, các bạn lưu lại để chúng ta cùng học nha các bạn. Và chia sẻ cho nhiều người biết đến kỹ thuật này và học nha các bạn. Đó, mình dạy ở trên lớp, đang dạy cho các bạn ở lớp, thì cũng như là đang hướng dẫn cho các bạn ở đây, cũng giống như là đang chỉ các bạn ở trên lớp, bài cũng y chang vậy đó các bạn. Không có gì khác hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye.